các gen khác trước khi đi thi. Alo mày ơi, mai thi rồi đấy. Hay là mày qua nhà tao rồi hai đứa cùng ôn bài đi. Ok, tao qua nhà mày luôn nhé. Ok. 1 hour later. Mày ơi, sao thi rồi? Tao với mày phải ôn thi rồi. Mình quyết tâm, mình nhất lớp. Tao nhất lớp, mày nhất lớp. Không được, tao nhất lớp, mày nhất lớp. Mày điên à? Tao nhất, mày nhì. Tao nhất, mày nhì. Gen Z trước khi đi thi. Alo mày ơi, mai thi rồi thì ta qua nhà mày luôn nhé. U bây giờ mày qua luôn bây giờ đi. Okay. Nhanh lên mày ơi. Mày ơi, xin thử đi cho tao đi nhanh lên. Sau này tao còn lấy chồng giàu không phải tao đỡ mày học. Chứ học bài, tao không thích học đâu. Tao chỉ thích tiêu tiền thôi. Ok, chọn ngày đi. Chọn tụ nào? Đây đây đây. Các gen khác đòi nợ. Mày kia, mày nhớ tao là ai không? Dạ có ạ. Nhớ thì trả tiền tao đây, tao còn mua sữa cho con. Anh ơi, anh cho em cất đâu mà. Chứ sao này em cũng túng á. Mày cất lần cất lượt thế rồi bao giờ mày mới trả hả? Đã thế, hôm nay tao cho mày bài học con ạ. Gen Z đòi nợ. Mày kia, trả tiền cho tao. Anh ơi, em cất nha. Mày cất hết lần này lần khác rồi hả? Đừng có để tao bực nhé, tao mà đi lên thì mày đứng khỏi trách nhé. Nghe nhá. Tao xin Facebook cái. Nhanh lên. Rồi, bây giờ ta sẽ đổi Messenger của mày tên là thành nợ 100.000 nhá. Các gen khác có bầu. Gen Z có bầu. Có phải Lý ngày xưa mê NCT không? Hoa ngày xưa mê BTS đúng không? Đúng rồi. Mà sao cứ uể thế nhỉ? Bạn ơi, mỗi lần mình đến chồng là tôi lại nhúng nhiếc rồi. Sao chắc một mình tên bố mà lại đảm đấy? Thì tôi cũng thế. Các gen khác tìm cảm hứng. Tự dưng tao cảm thấy vô định quá. Tao không biết phải làm gì. Hình như tao mất mục đích sống rồi. Tao hiểu mà. Ở cái tuổi này ấy, ai cũng thế thôi mày. Thôi, để tao bày cho mày cách này. Cách gì? Bây giờ nhá, để tao bật cho mày nghe nhạc Mozart. Hoặc là mày nghe những lời răng của Khổng Tử. Nghe thấm lắm mày ạ. Ừ đấy. Gen Z tìm cảm hứng. Sao? Không cảm hứng làm việc học tập đúng không? Không lo, để tao bật cho mày nghe cái này nhé. Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn nha, ăn thế nào đó dễ. Cảm ơn mày. Ta sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân có ích cho đất nước. Các gen khác khi làm mẹ. Hoàng ơi, có bút phẩm ra nhận bút phẩm đi con. Để nhận giúp con thôi. Gen Z khi làm mẹ. Nhớ like, share, subscribe cho kênh YouTube của nhà cấp 4 nhé.